Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với NK. Vâng, vừa rồi chúng ta đã trải nghiệm một âm thanh khá là hay trên một mẫu xe hạng D. Vâng, đây chính là Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium được sản xuất năm 2017. Xe được hỗ trợ âm thanh là 11 loa bow, nghe cực phê luôn. Và đây là một trong những mẫu xe hạng D khá là ăn khách và đặc biệt là các giới trẻ, anh em trẻ tuổi rất là thích. Bởi vì là với tầm tiền rất là nhỏ thôi mà đã sở hữu một mẫu xe hạng D rồi, mà mẫu xe hạng D thì nó tiệm cận những mẫu xe hạng sang rồi. Vâng, mẫu xe này NK đang chào bán với mức giá chỉ có 675 triệu đồng thôi, Mazda 6 2.0 Premium. Và mẫu xe này đã chạy được là 52.000 cây, biển gốc thành phố, đăng ký lần đầu là tháng 11 năm 2017, biển gốc thành phố nhá. Khi các bạn sang tên mẫu xe này về Hà Nội, chúng ta sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển, rất là tiết kiệm thôi. Rồi chúng ta sẽ tham khảo chi tiết mẫu xe Mazda 6 ngay bây giờ. Rồi khi chúng ta ngồi trên một mẫu xe hạng D thì cái cảm nhận đầu tiên của chúng ta đó là cái sự sang trọng, rồi là nó tinh tế khá là nhiều. Đây là một mẫu xe cũng được mệnh danh là vua option rồi. Nếu mà so cùng với các đối thủ cùng phân khúc, ví dụ như Camry hoặc Accord, thì tất nhiên mẫu xe Mazda 6 này nó được trang bị khá là nhiều, thậm chí nó còn vô địch trong phân khúc hạng D về option. Rồi chúng ta tìm hiểu qua nhé, toàn bộ các kính lái này đều là kính một chạm hết. Đó, kính lái một chạm, chỉ cần một chạm thôi, rất là hay. Ở đây thì chúng ta có phần cả phần rèm đằng sau này, cân bằng điện tử này, đó, rất là nhiều các option. Đèn là đèn tự động rồi, đánh lái theo góc chiếu nhé. Đấy, khi mà chúng ta quay vô lăng này, đèn nó sẽ liếc theo góc chiếu. Vô lăng trợ lực điện rất là nhẹ nhàng, gạt mưa cũng là tự động. Ở đây là phiên bản cao cấp Play thì nó có thêm cả kính H nữa, tốc độ. Đó, nó cảnh báo tốc độ ở trên đây. Thậm chí nó còn có cả cảnh báo giới hạn tốc độ nữa. Rất là an toàn khi mà chúng ta đi những cái đường tỉnh, đường lạ mà nó có vào khu vực đông dân cư. Nhiều option lắm, kể mãi không hết đâu, cực kỳ là nhiều luôn. Ghế là toàn bộ là hai hàng ghế trước đều là chỉnh điện. Thậm chí là phần ghế lái này nhá, nó có cả hai vị trí nhờ ghế, và ghế hành khách ở phía bên này cũng có là chỉnh điện luôn. Rồi hệ thống giải trí của xe thì được trang bị là 11 loa bow, vừa nãy Khải đã nói rồi, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đó. Phanh tay điện tử rất là xịn sò, chế độ lái sport, comfort, hệ thống giải trí Mazda Connect đây. Đó, nút đèn nổ nằm ở đây. Khá là hay. Đó, full hết option rồi, cửa sổ trời chỉnh điện như này đây. Vâng, với tầm tiền chỉ hơn 600 thì lựa chọn một mẫu xe hạng D thì đây là một mẫu xe mà các bạn đáng phải cân nhắc. Đó, nói qua về cái chất xe đi. Chất xe 2017 tính đến thời điểm này là đã hơn 5 năm sử dụng và chủ xe đã chạy được hơn 5 vạn cây rồi. Nhưng mà về tổng thể nội thất của mẫu xe này chủ đi rất là giữ. Đấy, không phải nói quá, thực sự là nó rất là giữ luôn. Và chắc chắn một điều rằng thì khi chúng ta mua mẫu xe hạng D thì yên tâm một điều rằng là không bao giờ có xe chạy dịch vụ. Đó, không bao giờ có xe chạy dịch vụ. Xe này là trên đăng ký là xe tư nhân, một chủ. Đó, chúng ta nhìn qua những cái phần vô lăng cần số này, chất hơn 5 vạn đấy, nó còn xịn như này không. Những cái phần ví dụ như ở đây chúng ta nhìn này, táp ly thì cũng được bọc da này. Còn cái phần táp lô này thì có phần da màu nâu, nhưng đây nó chỉ là phần nhựa giả da thôi. Nhưng mà nó tăng thêm tính sang trọng cho chiếc xe khá nhiều, bởi vì đây là mẫu xe hạng D mà. Rồi chúng ta xem qua cái phần táp ly của cánh cửa phụ kìa. Đó, có da bọc này, xong đấy có những cái phần viền chrome như này, nó sang hơn khá là nhiều. Đây, ghế còn căng đét luôn nhé. Mọi người nhìn qua phần ghế này, sờ nó sướng lắm. Sờ sướng, sờ như da em bé luôn. Đó, ghế còn rất là căng. Ok, phần nội thất nó là như thế, 5.2 và 5 năm sử dụng. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái phần máy và phần ngoại thất của mẫu xe này. Xin mời các bạn. Vâng, thưa các bạn, phần nội thất của Mazda 6 thì nó đã sang trọng, nó độc đáo như thế, nó nhiều option như thế, thì không biết cái phần ngoại thất của mẫu xe này nó được thiết kế như thế nào, nó có đẹp hay không, chủ xe đi có giữ gìn không, thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần ngoại thất nhé. Tất nhiên rồi, nó hạng D, hạng D xong lại mẫu xe của Nhật, và đặc biệt là những mẫu xe của Mazda, nó đã cải tiến rất là nhiều. Cái phần thiết kế của Mazda 6 thì nó cực kỳ đẹp, là ngôn ngữ thiết kế là ngôn ngữ Kodo,
chúng ta nhìn cái phần đằng trước xe này, nhìn nó rất là ngầu, nó rất là cá tính nhá. Đó, đây đèn nó rất là đẹp này. Đèn thì tất nhiên là đèn full led hết rồi, đèn full led hết rồi, đánh lái theo góc chiếu, đèn là đèn tự động, cảm biến va chạm trước sau đều có hết rồi. Những cái phần viền chrome của cái mặt ca lăng này, chúng ta nhìn nó, nó còn sáng, cực kỳ là sáng luôn. Thậm chí là nếu nói là cái từ mới cũng được, rất là ok luôn. Chúng ta coi xem qua những cái phần vỏ, ví dụ như những cái khe giữa phần nắp capo rồi cái phần cản trước. Đó, cái khoảng cách nó còn rất là đều. Tức là những cái phần ví dụ như capo hay là cản trước này này, nó chưa có bị va chạm mà phải nắn chỉnh lại. Đó, rồi chúng ta xem luôn phần máy. Vào năm 2017 thì Mazda 6 tung ra 3 biến thể, đó là Mazda 6 phiên bản thiếu và Mazda 6 phiên bản Flare. Đây là phiên bản cao cấp 2.0, còn một phiên bản cao hơn nữa là phiên bản 2.5. Nhưng thực ra thì đây là cái phiên bản mà bán chạy nhất. Đó. Đây chúng ta đang xem qua phần máy của mẫu Mazda 6 2.0 Flare Mium 2017. Tất nhiên rồi, khi mọi người mua xe tại NK thì NK sẽ cam kết máy zin, hộp số zin. Đó, công nghệ Skyptiv rất nổi tiếng của Mazda. Đi khá là tiết kiệm nhá, hạng D mà đi vô cùng tiết kiệm luôn. Máy zin, máy Nhật rất là bền. Rồi, khởi đóng nắp capo lại. Đó, rất là chắc chắn luôn. Chúng ta sang phần phía thân xe này đi. Đó, nhìn cái phần thân xe của mẫu xe Mazda 6, tất nhiên là đây là một mẫu xe hạng D rồi. Chúng ta sẽ cảm nhận cái độ trường xe, độ đầm xe, rồi cái khoảng cách bám đường. Đó, nhìn nó rất là thể thao luôn ấy. Ở đây thì phiên bản cao cấp nên được trang bị là bộ mâm hợp kim nhôm 19 inch. Đây chúng ta nhìn đây, 19 inch, rất là to luôn nhá. Đó. 19 inch. Lốp thì không biết là đã thay chưa, chủ xe đã thay chưa. Khải nghĩ chắc là tầm 5 vạn thì cũng sẽ thay rồi. Ở đây không nhìn thấy cái phần đết lốp đâu cả. Nhưng mà hiện tại thì cái lốp này còn khá là dày nhá, lốp rất là dày. Và đặc biệt là cái bộ mâm này, Khải nhìn rất là thích luôn. Nó chưa có bị chày gì cả, thậm chí những cái vết chày nhỏ nó còn không có. Đó, không biết chủ xe đã làm mới hay làm đẹp nó chưa, nhưng mà hiện tại nhìn cái bộ mâm này khá là ưng xe luôn. Thậm chí những cái phần lòng vè bằng nhựa bên trong này còn chưa bị bong chóc gì đó. Mà rất nhiều xe những đời mới, đời 20, 21, phần lòng vè này đã bị bong những cái phần đinh tán này rồi. Nhưng mà đây thì chủ xe thì chưa thấy đâu cả. Phần bao vu lê của nó này cực kỳ là đẹp luôn. Đó, chúng ta nhìn này, rất là đẹp. Cánh cửa, các khe cánh cửa còn rất là đều. Gương chiếu hậu, chỉnh điện, gập điện, có giải đèn led báo rẽ ở đây rồi. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy tay nắm cửa có nút bấm thông minh ở đây. Rồi, mở ra này. Đó, chỉ cần một chạm thôi. Rất là hay. Cánh cửa, chúng ta xem qua phần keo chỉ cánh cửa lái nhé. Đó. Khá là ok. Rồi, hàng ghế thứ hai. Chúng ta ngồi thử đi. Rồi, nó siêu rộng mà, hạng D mà. Bệ tì tay này. Đặc biệt là cái phần ghế da của Mazda 6 nhá, nó khác biệt hoàn toàn những cái mẫu xe đàn em, ví dụ như Mazda 3. Cái phần ghế da này sờ nó mịn, nó sướng. Và căn bản là xe này chủ xe đi khá là dữ nên là cái phần ghế rất là căng, khá là đẹp. Cửa gió có hai cửa gió điều hòa luôn này. Đó, có phần rèm đằng sau vừa nãy Khải đã nói rồi, bệ tì tay rất là to. Đây phần bên dưới sàn xe này chủ xe cũng bọc thêm cả thảm da 5D. Đó. 6 túi khí cực kỳ là an toàn luôn. Phần táp ly ví dụ như cánh cửa sau này rất là mới. Đèn hậu, gỗ xe này nguyên bản hết. Líp bô đôi. Nhìn nó cân xe, nó thể thao, nó sport hơn rất là nhiều. Cảm biến lùi, bốn mắt cảm biến lùi, tính năng rất là an toàn. Viền chrome chạy xuyên suốt từ trái sang phải. Đó, nó còn mới, nó rất là sáng này, chúng ta cũng nhìn đây này. Sáng lắm. Đó, cam lùi full option về an toàn rồi. Cốp thì siêu rộng. Đây chúng ta nhìn qua phần cốp thì siêu rộng. Rồi kết cấu những phần khung, phần viền cốp vẫn còn nguyên zin hết.
Ok, chúng ta cùng đóng phần cốp lại. Đó, chúng ta nhìn cái phần đuôi xe nhá, thiết kế khá là đẹp luôn. Và cũng thể thao, rất là cá tính. Vâng, tiền ít thịt nhiều, ngon, bổ rẻ, chính là Mazda 6. Không còn một lựa chọn nào xứng đáng hơn nữa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là clip giới thiệu khá là nhanh về mẫu xe Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium được sản xuất năm 2017. Tư nhân một chủ từ đầu, đăng ký lần đầu là tháng 11 năm 2017. Xe là biển cấp thành phố và khi quý vị và các bạn sang tên về Hà Nội thì chúng ta sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển đâu. Khá là tiết kiệm so với mua một sản phẩm là chiếc xe mới. Vâng, và mẫu xe này Enica đang chào bán mức giá là 675 triệu đồng. Giá thì vẫn còn thương lượng nữa. Các bạn hãy nhấc máy alo cho Khải theo số điện thoại là 091 124 1881 nhé. Cứ alo cho em Khải là mua được xe. Rồi còn về chất xe thì nó rất là đẹp rồi, thực sự là như thế. Các bạn mua về thì có thể check choác trong vòng 7 ngày thoải mái luôn. Enica sẽ có văn bản cam kết. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.